Em sao em trời ơi, em được biết chị nhiều chuyện khu này á. thì không có nhiều chuyện, Trời nhưng mà ơi, tại vì sớm này nó nhiều chuyện quá nên trời ơi, vụ sáng giờ chấn động luôn á. Ông lão á vừa mới bị hốt lên 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 phường luôn á. à ông bị hốt lên phường rồi xong rồi á, là chị đang bức xúc cái vụ mà Mạnh Thường Quân đến là người ta định người ta xin là cắt tóc cho bé đó với làm móng á, nhưng mà ổng không có cho, không lúc đầu ổng cho, bây giờ ổng không, người ta đến rồi cái người ta cắt được một phần rồi cái ổng không cho, ổng ra ổng đuổi Chắc đó. ha, chắc cho quà mà không cho tiền đúng không? Chị nghĩ bây giờ là ông này ổng bức xúc, là bức xúc với sao bây giờ đem đem đồ đến cho bé không mà không có cho ổng nữa, nên bây giờ ổng không có Mà tiền ổng để ổng đi chợ nữa, hiểu không? nghe nói là cho bé ổng cũng ăn hết mà. Thì bây giờ là nói chung là con bé này nó giống như là bây giờ có cái gì thì nó ăn cái nấy, không có thì thôi gì đó, nó không có biết đói, hiểu không? Mà bây giờ là chị bức xúc là có một cái chị Mạnh Thường Quân này nè, chị biết làm tóc nè, chị biết làm móng nè, chị đến để chị cắt cho bé, nhưng mà lúc đầu hỏi là ổng đồng ý rồi, ổng đồng ý rồi xong cái bây giờ cái người ta đến cái người ta chơi cắt có một phần một cái là ổng ra ổng đuổi người ta, ổng chửi ổng kêu Trời ơi, người ta tạt cắt nước nữa. luôn rồi đó chị. Đó Mà không phải biết nước lạnh hay nước thánh nữa. nếu mà nước thánh á, là nói thật sao là mình phải đi rửa đi, nếu mà không rửa là có thể là coi chừng bị theo ổng luôn đó. Sao người nói nước thánh tốt lắm? Nước thánh của Tài Thiên khác, còn nước thánh của ông này là thôi xong rồi đó. Ông nói là nước cam lồ của ông đó. Vậy đó hả? Nãy nãy em thấy bữa nay em dính nguyên một ca luôn, không rồi biết có sao không nữa. Chiều nay là về phải rửa sạch sẽ đi nha, chết rồi, không phải nước của Tài Thiên đâu. Lo quá. Nói chung là ai cũng bức xúc về cái ông lão này, hai vợ chồng nhà này nói chung là bây giờ không có ai chấp nhận được, người ta chỉ thương bé thôi, đúng không? Bây giờ là các Mạnh Thường Quân người ta chỉ nhìn là người ta sốt con bé người ta mới đến thôi, chứ còn hai vợ chồng này là cái gì, giả điên giả khùng. Chị nói thiệt á, trời ơi, một cái xu chị cũng không cho nó, chứ đừng có nói đem tiền đến cho để mua điện thoại karaoke đồ ăn rồi nằm trình ình ở trên đó, bây giờ sắp ngồi không nổi nữa. Nó giờ hai vợ chồng em nhìn đi mập lù ù như hai heo mọi vậy đó. Như hai con heo vậy đó, còn con heo cái nó thiệt cái vài bữa đi không nổi bây giờ nè. Ủa mà cái bà đó em nghe bà nói tiếng tào lao bí đao gì, là Bà bà nói nói tiếng tiếng gì? gì? Bả là người ở đây chứ ở đâu mà bả nói tiếng gì? Bả giả đò đó. Rồi gặp mấy anh kia đó là nói xèo xẻo luôn, chửi cho mà nghe. Rồi cái đầu tới mấy anh kia không có thì gặp mấy em thì ở đầu đó bà bả giả điên giả khùng vậy đó. Ôi trời, nói thiệt chứ. Bây giờ ha, theo như chị nè, bây giờ các Mạnh Thường Quân nếu mà thương bé là chỉ mình mua quần, mua áo, mua sữa, mua đồ ăn cho bé thôi. Còn hai vợ chồng này giờ dẹp qua một bên đi, mình đừng có đếm xỉa tới. Không dám dẹp được đâu, cũng ăn ké nó cho nó dẹp cho em. Nhưng mà bây giờ em nói cho mấy anh nghe nè, bây giờ là cái loại người này mình không có nên giúp đỡ, nó không có xứng đáng, hiểu không? Còn bao nhiêu mảnh đời người ta rất là khổ, ông già bà cả người ta còn phải đi lặn lội kiếm tiền. Như là một ông già năm mươi mấy, sáu mươi mấy, bảy mươi mấy còn đi lụm từ cái ghe chai, trời ơi, đi bán từ cái tờ vé số đó về mà người ta còn phải nuôi vợ nuôi con người ta. Nhưng mà bây giờ nè, nhìn đi, như hai cái con heo á, ăn rồi nằm cứ ngủ lăn ra ngủ không, bây giờ sắp đi không nổi nữa rồi mà cứ dưng đến mồm ăn, ăn xong rồi ngủ, ngủ thức dậy ăn y gan như heo luôn. Bây giờ chị hỏi heo nè, cho nó ăn no đúng không, cái nó lăn ra nó ngủ, ngủ thức dậy cái nó đói cái nó kêu ột ột cái lại cho nó ăn tiếp, không sướng không? Nhưng theo chị là ông là cha của con bé Vi này, thì chị nghĩ là ông có thương bé Vi thật không hay là ông chỉ là lợi dụng? Nếu mà như chị nói cưng á, cha là cha với mẹ đúng không? Đúng rồi, cha với mẹ, nhưng mà không có trách nhiệm, là giống như là bây giờ là hai cái con người này nè, sống giống như là cái đầu không có kiểu, giống như là thụ động à, giống như là bây giờ là thật sự là kiểu giống như đầu óc là sống giống như người không có trí não, hiểu không? Nói là con thôi nhưng mà thật sự là chị không có đồng ý là ổng nói con bé này là vợ bé vợ nhỏ gì của ổng á. Đúng rồi, có ông có mà ông có nói là đúng không đó. Nhưng mà bây giờ cái trong cái trường hợp mà con bé nó mới có 5 tuổi, trong cái thời phát triển mà em nghĩ đi, bây giờ ổng cứ tẩy cái não nhỏ vậy đó, rồi nó lớn lên nó làm sao? Con bé này bây giờ là nó tự kỷ nặng luôn rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ con nít mà bây giờ em nghĩ sao không có xúc tiếp xúc với một cái đứa trẻ nào, chơi thì chơi một mình với cây với lá đó, xong rồi có cái gì thì ăn cái nấy, rồi sống trong cái môi trường cha mẹ điên điên khùng khùng vậy, rồi em nghĩ thì sao, đúng không? Bây giờ hỏi nó ở đâu, hỏi nó ở đâu, rồi hỏi nó đi chơi ở đâu, nó đòi đi lên trời nó chơi, rồi hỏi cha nó đâu, ông bà nó đâu, cũng trên trời không, thì em tính sao, đúng không? Chị nhưng nói, chị ngắm ông điên không hay là điên cái gì, ông già điên giả khùng đó. Còn cái bà vợ ha, chị nói thiệt cái bà vợ này nào là lười biếng nữa nè, lười biếng giống như là bây giờ là giống như ổng cũng tẩy não bả đó, giống như bây giờ là ổng điều khiển em, hiểu không? Tẩy não là sao chị? Tẩy não giống như là bây giờ là ổng có một cái phép gì mà ổng điều khiển bả được, tôi dùng thuốc đúng không? Giống như là bây giờ là ổng nói cái gì bả phải nghe nấy, giống gì đó.
giống như bây giờ là nhưng giống như là ở trên mạng mà người ta gọi là người ta chỉ là phải phải em hơi dỗ dỗ em là em sẽ nghe, bảo gì là em nghe nấy đúng không? Em có cái gì em đưa hết cho người ta vậy đó, nói gì nghe, nói là gì đó. Nhưng mà thật sự ra là bây giờ chị cũng bức xúc là tất cả mọi người đều nói là nên can thiệp vào để mình làm sao để cho con bé nó được đi học, cuộc sống tốt hơn nữa. Nhưng mà làm sao mà để có giải pháp tốt nhất, bây giờ nó có cha có mẹ mà đâu ai can thiệp. Bây giờ chị nói nè, có một cách giải quyết hết nhưng mà tại vì người ta không can thiệp vào thôi, em hiểu không? Bây giờ là nó nhiều cái nè, chính quyền nè, không thôi bên xã hội mà kiểu người ta mà bây giờ chị hỏi em một đứa bé như vậy mà sống với cha mẹ như vậy thì làm sao cái tương lai nó đi về đâu, đúng không? Nó sẽ có một cái môi trường nó phát triển hơn, nó sống tốt hơn. Chứ bây giờ mới có 5 tuổi mà sống với cha mẹ điên điên khùng khùng tối ngày trên trời không thì cuộc sống nó ra như thế nào? Con bé này chị nói nếu mà ở với cha mẹ nó 1 năm 2 năm nữa nó cũng điên điên khùng khùng theo. Bây giờ nó đã tự kỷ rồi đó. Em cứ nghĩ đi, bây giờ là nhìn cái cách của nó đó, không phải như một đứa bé bình thường. Đúng không? Bây giờ nó 5 tuổi là nó phải đi học nè, nó phải tiếp xúc với bạn bè nó nè, nó phải đi ra xã hội nè. Bây giờ em nghĩ đi, từ hồi đẻ ra tới giờ là nó cứ sống như thế là nó phát triển kiểu gì? Mà bây giờ là ổng với bả là cứ là đưa vào trong cái đầu nó là giống như ở trên trời, người trên trời cõi gì đâu không à. Rồi mới 5 tuổi mà học cấp 4, cấp 8 rồi nói chuyện gì đó, rồi em nghĩ làm sao mà nó giống con nít bình thường được, đúng không? Ông rõ ràng tuyên bố với mọi người là ông dạy con bé được hết mà, dạy tất cả các căn tu chứ gì. Bây giờ nói chung là ổng nói là cái con bé là nó ngang hàng những người lớn mình. Đúng rồi, chính xác. Có khi nó còn lớn hơn nữa. Ổng nói nó giống như là cái gì mẫu mẹ gì đâu tùm lum hết trơn, toàn là những giống như là ổng ý ổng nói là bên cái Phật gì mà Phật, chị nghi là cái Phật giáo gì đó, cái đạo riêng của ông ấy. Đúng rồi, là hồi đó tới giờ là chị mới gặp cái ông này là ổng nói chuyện như vậy thôi, chứ chị nói chưa có ai mà người tu hành hay là mà người Phật mà người ta nói chuyện gì hết. Bây giờ ổng nói ổng toàn là ông trời không à, cứ ổng muốn về trời lúc nào ổng về. Mà bây giờ mà chả nói... tháng bay về trời lúc nào. Ổng muốn bay gì nào ổng về. Nhưng mà chị nói á, cái loại người này nè, mình không có nên giúp đỡ, là người ta nói phải đó, giúp không đúng người mình mang tội thêm, em hiểu không? Nhưng mà cũng có nhiều người nói là nói hai vợ chồng không được bình thường, nên là ở vậy là cũng không phải mà. Đâu chị nói với em á, bây giờ can thiệp vào đi, bắt ra thử xem bình thường hay không rồi biết à. Bây giờ chị hỏi em, bả không biết nói tiếng Việt mà bả biết ca tiếng Việt, mà bả nói với các nói chuyện các em tiếng gì, mà bây giờ mấy anh áo xanh kia đến là bả nói tiếng Việt bình thường. Đúng rồi, thì là làm sao? Vậy nghĩ là bả bình thường đúng không? Bả chỉ là giả dờ tuân theo mệnh lệnh của ông. Đúng rồi, ổng sai làm sao bả làm gì. Bây giờ ổng bảo bả nè, không được nói chuyện, không được nói tiếng Việt với các em, bả đâu dám nói. Bây giờ bả nói bả đâu có hiểu đâu. Nói bây giờ bà cứ nói đại á, như bà chửi các em á, bà chửi cái gì, hỏi bà chửi cái gì. Tại sao chị hỏi một điều này nè, không biết nói tiếng Việt mà lại hiểu người ta nói tiếng Việt. Đúng rồi, phải không? Mình phải phân biệt cái chỗ đó, mình phải lý luận cái chỗ đó. Tại sao bà không nói được mà bà nghe được, bà hiểu được? Vấn đề là vấn đề chỗ đó đó. Chị nói ở đây là giả khùng giả điên, chứ đừng có nói mà bây giờ nếu mà giả khùng giả điên ha, bắt ra còng đầu luôn. Tại vì bây giờ là cái đứa bé này nè, là mình phải nên can thiệp, em hiểu không? Bây giờ trẻ em nó là quan trọng nhất. Bây giờ nói chung là trẻ em nó có quyền, trên đất nước này trẻ em nó có quyền nhất. Ai mà nói chung là ai mà ngược đãi nó, hành hạ nó là sẽ mang tội hết. Nhưng mà bây giờ con bé này nó ở với ông bà này khác nào mà bị hành hạ là bị giam cầm đâu, em hiểu không? Chị đang nói to như vậy, nhỡ may ông nghe rồi ông ra ông nghe. Ông mà ra đây chị chiến ông luôn nữa. À trời ơi. Chị mà chiến luôn bả luôn nữa chứ đừng có nói. Ôi chị sung vậy. Tới công chuyện luôn hả? Tới công chuyện luôn á. Chị này, dữ lắm luôn đó. Trời ơi, thấy cái cảnh mà người ta đi lợi, người ta thương con mình, người ta mới giúp đỡ đúng không? Tôi nói thiệt á, bây giờ mà không có mấy cái anh YouTube mà không có Mạnh Thường Quân thử coi ông ăn cái gì, ông nằm đó ông ăn cái gì. Mà chị không sợ không hay sao mà chị xúc không? Không, chị không bao giờ sợ ổng. Không, tôi nghĩ tôi ngẩn nhìn mặt bà chị giống kiểu chị đại nha. Nếu mà ổng ha mà ra đây ha, chị chiến luôn nữa. Ôi giời, chị sung vậy ha. Trời ơi. Đừng có giả khùng giả điên với chị ở đây, là giả khùng giả điên chị là không có được. Là theo chị nhận định là ổng giả khùng giả điên thôi. Theo chị nhận định ha, ông này ông rất là khôn. Ông có khùng có điên đâu. Nó khôn thì chính xác rồi. Khôn lắm luôn á. Rồi cái bà vợ này nè, bây giờ là chị phát hiện ra cái bà vợ này là bà giả nè, bà giả giờ. À, cứ như vợ chồng phối hợp nhau đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là bà nghe lời ổng, bây giờ là bà không được nói chuyện. Đúng không? Không được nói chuyện với mấy thằng em này.
là bà không được nói. Bây giờ là cứ vì bà cứ ra bà nói đại đi, nói tiếng gì nó đâu biết gì đâu. Ừ. Bây giờ chị hỏi cái vấn đề là bây giờ hỏi tất cả mọi người trên đất nước này, hỏi bà không biết nói tiếng Việt mà tại sao bà nghe các em nó nói tiếng Việt bà hiểu bà biết, bà ra bà chửi người ta. Đúng rồi. Sao bà không giỏi bà chửi tiếng Việt đi, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, nó thiệt chứ, nó bức xúc bởi vậy. Nói làm sao mà mọi người, người ta lên tiếng, người ta lên tiếng, người ta chửi hai vợ chồng nhà này là mình đâu có kêu oan được, đúng không? Ừ. Tại vì hai cái con người này là nó thật không có xứng đáng, không có xứng đáng để mình giúp đỡ, mà để mạnh thường quân mà người ta từ ở nơi xa người ta lặn lội đến người ta mua đồ mua đạc cho người ta cho tiền nữa mà không có một cái tiếng cảm ơn. Nói chung là mạnh thường quân người ta thấy bé là thương thôi. Đúng rồi, người ta thương con bé này thôi. Ừ. Nó tất cả là ai nhìn người ta cũng xúc động. Đúng rồi. Chẳng hạn như mình có con đi, mình sẽ hiểu con mình nó như thế nào, đúng không? Mình nhìn con bé nó tội như thế nào. Ừ. Trời ơi, chứ đâu có phải là người ta ổng ấy, bây giờ ổng ảo tưởng á là ổng như vua vậy đó. Đúng là rồi. Mình thấy cung phụng ổng đó, ổng nghĩ là vậy đó nên bây giờ ổng rất là chảnh. Nói ha, bỏ đói 3 ngày thử coi, đừng có ai cho cái gì hết trơn, đừng có mang cái gì đến cho ổng thử xem. Thử coi không mò đi kiếm ăn, đi xin ăn sao. Ôi ôi, nói thật cái sự ha. Bây giờ ha. Chị nhiều chuyện mà cũng đổ mồ hôi hả chị? Nói chung là chị tức. Chị bức xúc á, bức xúc á. Chị bức xúc. Trời ơi ha, mà chị thấy cái cảnh mà chị xem mà chị thấy cái cảnh mà bả ra bả chửi đó. Ồ, chị nói mà lúc đó mà có chị đó hả, chị hốt bả luôn. Trời ơi, nghe nói tạt một xô nước luôn chị. Ơi, nói là chị tạt ổng lại rồi hả? Trời ơi. Mà sao hôm nay chị không đến sớm đi? Trời ơi, nó chị bận chuyện. Mà chị xem á, chị thấy bả ra bả chửi các em đó. Các à. Em nói làm cha làm mẹ mà không lo cho con, đúng không? Đúng rồi. Ờ, bà để con vậy cái bả ra bả chửi, đúng không? À. Tại sao bà không biết nói tiếng Việt mà bà nghe được tiếng Việt người ta nói? À. Ừ. Vậy là chị vừa xem xong chị bức xúc quá, đúng chị rồi. Mới chạy lên đây hả? Chị lên đây. Trời ơi. Bây giờ ha, bây giờ mà nó thiệt cái là nếu mà cái lúc đó ha mà có mặt chị đó là chị bay bả luôn đó. Chị bơm luôn hả? Ừ. Ôi sao. Trời ơi, chị thấy cái nước của bả mà bả chửi cái tiếng gì mà chị không biết mà. Trời ơi, lần đầu tiên ha. Tự chị tưởng rồi bả hiền lắm, đúng không? Tưởng rồi bả hiền lắm, chị ăn rồi nằm trong đó. Trời đất ơi. Quá trời quá đất. Tưởng sao? Chỉ là bà này là chỉ biết không? Biết hát tiếng Việt, biết nghe tiếng Việt chứ không có biết nói tiếng Việt. Mà bà này là bà chỉ thích là nói tiếng Việt cho mấy anh kia nghe thôi. Ừ. Đó. Nhưng mà chị đó đẹp gái thiệt. Ừ, đẹp thiệt. Đẹp lắm á. Vài tháng nữa thành con heo bây giờ nè, còn thành con heo gừng bây giờ. Đi hút quăng luôn hả? Thành con heo gừng mà không có đi được á, lăn không đó. Trời ơi, rồi bởi vậy người ta nói là biết không, cho ăn nằm ngủ riết rồi, bởi vì thành heo rồi, ăn nằm ngủ rồi đái ị chỗ đó luôn. Thì con heo nó là gì đó. Ừ. Bởi vậy nói bây giờ là chị không có biết, chị nói thật, nếu mạnh thường quân thương bé là mình chỉ mua đồ mua đạc, là mình mua đồ ăn uống cho bé thôi, chứ đừng có mang tiền đến phục vụ cho ông, đừng có mua thịt mua thà mang phục vụ. Chị hỏi này nè, chị xem chị bức xúc đúng không? Người ta mua thịt thà mang đến rồi còn sai mấy anh YouTube này đi mua đồ về đặng cho ổng làm gia vị nấu, không có phải ổng là vua không? Ổng đang sống một cái trong ảo tưởng là ổng nghĩ là cái chỗ ổng ở đó, cái chòi đó là một cái cung điện đó, là ổng sai nô tỳ cái lính đi đó, hiểu không? Còn bà đó là bà đang ảo tưởng bà nằm trong cung điện, cái chòi đó là cái cung điện của bà đó. Vậy ý của chị là ổng xem bọn em như là lính của ổng ấy hả? Đúng rồi. Bây giờ ổng là vua, ổng là vua, các em là lính đứng xung quanh đúng không? Thì ổng phải sai đi. Chứ không lẽ giờ ổng là vua mà ổng đi? Còn bà kia là mỗi lần là bà giống như là một cái công chúa đó, nằm trong cung điện đó, mỗi lần đi ra là phải thay một bộ quấy, hàng bộ đầm đi. Trời đất ơi, nói thiệt chứ, nói thật cái là ảo tưởng quá rồi. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ về câu chuyện ông lão xiên xích nha. Nói chung là chị rất bức xúc, là chị hàng xóm U42. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Cô bấm lạp xưởng. Lạp xưởng tươi không chúng chị, lạp xưởng tươi nạc không bao của chúng chị ăn cực kỳ ngon nha, 250.000 một ký, 250.000 một ký. Số điện thoại em để trên tấm màn hình, cô chúng chị cần sử dụng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0906816074. Lạp xưởng tươi bao ngon thương của cô chú anh chị, mọi người sử dụng là mọi người sẽ có phản hồi ngay và luôn cho em đó. Thì 250.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha, một ký cũng giao, 2 ký cũng giao, 10 ký cũng giao của chúng chị. Rồi thì đây là lạp xưởng tươi 250.000 một ký. Thì kèm với lạp xưởng thì bên em có bán gọi là khô heo nghe, người ta bán khô bò còn em bán khô heo thì 600.000 một ký, một hũ như thế là nửa ký là 300.000 một ký. Em sẽ bao ship cho cô chú anh chị nha mọi người đó, em sẽ bao ship cho cô chú anh chị đó, khô heo nha cô chú anh chị. Và đây là khô gà lá chanh,
khô gà lá chanh thì 500 ngàn một ký, một ký là hai hũ, một hũ như thế này là 250, đó, một ký em sẽ bao ship cho cô chú chị luôn đó, bao ship cho mọi